Thưa quý vị, có lẽ ít năm nào như năm nay khi mà đã giữa tháng 12 rồi thế nhưng mà dịch bệnh xuất xuất huyết thì vẫn còn diễn biến khá phức tạp ở thủ đô Hà Nội cũng như là khu vực miền Bắc. Hầu như là chưa năm nào mà chúng ta ghi nhận sự bất thường phức tạp của dịch xuất xuất huyết như là năm nay. Và dịch bệnh thì diễn biến rất dai dẳng, khó lường hơn so với các năm. Để giúp quý vị khán giả có thể thấy được sự nguy hiểm của loại bệnh dịch đã quá quen thuộc này và cùng với đó để thêm một lần nữa chúng ta nhắc nhở về ý thức phòng bệnh thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay của chương trình chào buổi tối Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để có thể chia sẻ với quý vị khán giả. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình hôm nay của chúng tôi. À, trước tiên thì có thể thấy rằng là bây giờ chúng ta đã ở giữa tháng 12 rồi và rõ ràng là dịch bệnh xuất huyết thì đang khiến cho người dân rất là lo lắng với những cái diễn biến phức tạp và kéo dài như vậy. Vậy thì à, trước tiên bác sĩ có thể cho biết là bác sĩ nhận định như thế nào về dịch bệnh ở thủ đô Hà Nội cũng như là trên cả nước trong thời điểm này không ạ? Chúng ta thấy rằng là có lẽ là cái đợt lạnh nó đến với cả thủ đô Hà Nội khá là muộn và mũi các cái hoạt động của mũi nó phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề nhiệt độ khi mà nhiệt độ vẫn còn ở mức cao trên 15 độ thì mũi nó vẫn hoạt động và mùa lạnh đến với chúng ta muộn như vậy nó sẽ tạo điều kiện cho cái hoạt động của con mũi này nó tiếp tục và đấy là lý do tại sao cho đến tận tuần vừa rồi thì chúng ta mới nhìn thấy cái sự giảm của các cái trường hợp mắc bệnh sốt xuất số huyết ở tại khu vực Hà Nội cũng như là một số các cái tỉnh liên quan. À, riêng Hải Phòng thì chúng ta thấy rằng là số lượng các cái trường hợp bệnh nó vẫn còn ở cái mức đi ngang, thậm chí là hơi nhích lên một chút so với cả tuần trước. Có lẽ một phần liên quan đến chuyện là những cái trường hợp mà bị nhiễm trong cái giai đoạn trước, nhiễm trong tuần trước đó thì bây giờ mới được phát hiện. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do dẫn đến cái chuyện là chúng ta thấy cái đợt dịch này nó diễn ra khá là dài so với cả những năm trước đây ở tại khu vực Hà Nội vâng ạ như bác sĩ cũng đã vừa chia sẻ thì đợt dịch này diễn ra khá là dài ở thủ đô hà nội cũng như là các khu vực liên quan lân cận vậy thì bác sĩ có thể chỉ rõ những cái điểm bất thường của dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay là như thế nào so với các năm khác thì cái mức độ quy mô cũng như là sự bất thường thể hiện ở những cái điểm ra sao không ạ chúng ta thấy rằng đây cũng không phải chỉ là một cái điều xảy ra đối với việt nam đâu nó là một cái chu kỳ mà hầu hết các nước đều trải qua thường là khoảng 5 năm một lần chúng ta sẽ chứng kiến cái chu kỳ như thế này và ở tại các quốc gia khác, ví dụ Campuchia thì số mắc cũng tăng gấp 5 lần so với năm trước. Tại Lào thì số mắc tăng gấp 22 lần so với năm trước. Singapore cũng hai lần, Philippines cũng khoảng 5 lần, 7 lần gì đó. Và ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là riêng khu vực miền Bắc chúng ta đã nhìn thấy số lượng các cái trường hợp mắc tăng rất cao so với thời điểm 2021. Cụ thể là số mắc cho đến tuần vừa rồi là cao gấp hơn 4 lần so với cả cái cùng kỳ của năm 2021. Và cái điều này nó cũng gần như là tương đương với cái thời điểm đỉnh dịch như là cái thời kỳ của năm hạ 2017 thì đấy cũng là một trong những cái mà chứng minh được rằng là cái cái tính chu kỳ rất là rõ nét của bệnh uh, sốt xuất, xuất huyết trong suốt những năm vừa rồi khi mà chúng ta cũng đã thấy rằng là một cái bệnh mà chưa có vaccine dự phòng thì nó sẽ uh, diễn biến theo cái hình thức chu kỳ như vậy Dạ vâng, chúng ta thường thấy rằng là mọi năm thì dịch bệnh xuất huyết thường xuất hiện vào khoảng thời gian mùa mưa. À, thế nhưng mà năm nay thì dường như là chúng ta thấy thời tiết những ngày gần đây cũng mưa rất là ít. Tuy nhiên thì dịch bệnh vẫn cứ tiếp tục phát triển. thì theo anh vì sao lại như vậy ạ? Chúng ta thấy rằng là uh, cái con mũi mà chúng ta nhìn thấy là mũi Aedes là cái con mũi sống cùng với người, sống gần với người. Nó không phải là sống ngoài bờ ruộng, không phải là sống ở các mương hay là ở các ao hồ. Nó không sống như thế mà nó sống ở trong các cái dụng cụ chứa đựng cùng với con người. Cho nên thậm chí là gì ạ? Khi không có mưa thì người ta lại còn có một cái thói quen là chứa đựng nước vào trong những cái vật chứa như vậy. Thì muỗi vẫn có cơ hội phát triển. Bằng chứng cho thấy rằng trong suốt cái thời gian vừa rồi khi mà giám sát các cái mật độ muỗi thì người ta thấy rằng mật độ muỗi không giảm. Nhất là với cái cái việc mà mùa rét đến đến muộn, nhiệt độ không xuống, không xuống cao, à không xuống thấp nhiều trong cái thời gian vừa rồi đó. Nó dẫn đến cái việc là muỗi vẫn có cơ hội để mà tiếp tục phát triển, để mà tiếp tục duy trì cái À, mật độ của nó à, một cái điểm nữa cũng rất quan trọng đây là một cái con mũi à, mà chúng ta thấy rằng cái độ hung hãn nó rất là cao nếu như nó không đốt được người này nó sẽ đốt người khác nó sẽ đốt người khác nữa đấy là lý do tại sao mà có những người trong một năm á người ta có thể nhiễm tới hai lần à, bởi hai cái chủng khác nhau mà chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa rồi thì tại khu vực miền bắc và tại hà nội lưu hành đồng thời cả hai chủng đanh một và đanh hai và đấy cũng là lý do dẫn đến cái chuyện là số lượng các cây trường mắc tăng rất cao nó ở cái mức gần, gần gần tương đương với cả cái giai đoạn đỉnh cao của 2017 và như vậy có thể thấy rằng là cái mùa đông đến muộn hơn cũng như là thói quen sinh hoạt của người dân trong việc tích trữ nước rồi là do cái chủng mũi nữa thì cũng khiến cho dịch bệnh năm nay trở nên khó lường hơn và cũng như anh đã vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là thông thường thì dịch bệnh sốt xuất huyết thường sẽ diễn ra theo chu kỳ có khoảng 5 năm một lần thì sẽ lên tới đỉnh dịch. À, tuy nhiên năm nay chúng ta vẫn thấy một cái sự bất thường hơn, khó lường hơn với những cái số ca tăng nặng cũng như à, nhiều hơn so với những năm trước thì theo anh lý do vì sao lại như vậy ngoài những cái vấn đề mà chúng ta đã bàn trước đó ạ? À, chúng ta thấy rằng là nếu như 2017 À, một cái vụ dịch sốt xuất huyết như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là à tất cả các tỉnh sông vào cứu Hà Nội chúng ta cũng nhớ rằng là số lượng các cái máy phun rồi vân vân lượng thuốc phun rất là nhiều trong cái năm 2017 là bởi vì sao rất nhiều nơi vào để cứu nhưng năm nay chúng ta có gì chúng ta không có gì cả không có một cái hoạt động gì rõ ràng liên quan đến vấn đề phòng chống dịch cả và có lẽ đấy là một phần của cái vấn đề phòng chống dịch trong cái giai đoạn hiện tại nó không đủ quyết liệt không đủ à, những cái hoạt động cần thiết để có thể tiến hành dập ngay các cái đợt dịch này một cái điểm nữa đấy là cái vấn đề vì chúng ta đang nói về vấn đề phòng dịch nhưng một cái điểm nữa cũng rất là quan trọng và cũng là vấn đề khách quan đem lại khác với 2017 gần như chúng ta đã biết rằng à đây là vụ dịch sốt xuất huyết rồi thì chúng ta xử lý nó như vậy nhưng bây giờ thì người ta rất là trung chiêng người ta cũng không biết là à bây giờ tôi sốt như thế là covid hay là cúm hay là adeno hay là sốt xuất huyết có rất nhiều người chủ quan và cho đến khi bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết thì người ta mới đến các cơ sở y tế số lượng mắc chắc chắn sẽ bị nhìn thấp đi một chút nhưng số lượng trường hợp nặng nó sẽ tăng lên và đấy là lý do tại sao tại hà nội thôi riêng tại hà nội đã có 11 trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết và cái điều này là một cái điều hết sức đáng tiếc chưa nói đến những cái trường hợp rất nặng mà phải tốn kém rất nhiều để có thể điều trị được À, như anh cũng vừa nhắc tới những cái từ khóa, ví dụ như là cái sự chủ quan cũng như là công tác phòng dịch của chúng ta, sao? À, rõ ràng chúng ta thấy rằng là sau Covid 19 thì chúng tôi nghĩ rằng là bình thường thì người dân sẽ phải ý thức hơn, chủ động hơn trong việc phòng dịch, nhất là đối với những cái bệnh mà chúng ta chưa có vaccine để dự phòng như thế này. À, tuy nhiên thực tế thì có vẻ lại không phải như vậy và chúng ta có vẻ chủ quan hơn. Vậy thì theo anh điều này sẽ có thể gây ra những cái hệ lụy và sự nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của người dân ạ? À? Nó có rất nhiều điều, nó rất rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái thái độ đó của người dân chúng ta thấy rằng là trước đây cái việc mà có một cái chương trình xuất xuất huyết quốc gia ấy, nó tạo ra cho một cho cho toàn bộ hệ thống có một cái động lực để làm việc để mà có thể là đưa ra những cái thông điệp, đưa ra những cái hướng dẫn, đưa ra những cái khuyến cáo rất là quyết liệt. thì bây giờ chúng ta không còn cái chương trình quốc gia về sốt xuất huyết nữa, thì các cái viện uh, nghiên cứu như là viện vệ sinh tệ trung ương hay là viện bác sơ, các cái viện khu vực chẳng hạn cũng rất khó có cơ sở nào để đưa ra các khuyến cáo. rồi bị địa phương cũng không có cơ sở để xin cái, cái kinh phí phòng chống dịch. mà chúng ta cũng biết rằng là với các dịch nói chung, khi nào công bố dịch thì mới có thể xin được kinh phí phòng chống dịch. đấy là một cái điểm rất là khó và sốt xuất huyết nó dựa vào cái điều kiện đó để nó dẫn đến các cái tình trạng như hiện tại dịch thì vẫn cứ diễn ra nhưng chúng ta không có cơ sở để phòng chống chúng ta vẫn có tuyên truyền chúng ta vẫn có các cái hoạt động chống dịch nhưng mà nó chỉ lác đác đôi chỗ chỗ này chỗ kia khi mà số lượng các cái trường hợp bệnh tăng lên thì người ta có thể thực hiện một số các biện pháp phòng chống nhưng thiếu đi hẳn một cái sự chủ động trong cái việc phòng chống này và thiếu cái sự chủ động đó nó sẽ dẫn đến cái việc là rất khó để kiểm soát rất khó để khống chế một cách tuyệt Uh, một cách mạnh mẽ uh, những cái trường hợp mà bùng phát các cái ổ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại cộng đồng liên quan tới công tác tuyên truyền cho người dân thì chúng tôi vẫn nhớ rằng là vào năm 2017 cũng như là một vài những cái năm trước khi mà dịch bệnh covid à dịch bệnh xuất huyết cũng đang đến cái đỉnh dịch á thì chúng tôi thấy rằng là ở những cái khu dân cư này thì xã phường thường là sẽ mang loa có thể là tuyên truyền cho người dân diệt lăng quăng bọ gậy và hướng dẫn tận nhà của người dân nhưng mà dường như năm nay thì bản thân cái khu vực nơi tôi sống cũng không còn cái công việc đó nữa vậy thì theo anh liệu rằng đây có phải là một trong những nguyên nhân gây ra cái tình trạng diễn biến phức tạp hơn của dịch bệnh trong năm nay hay không ạ? Đấy cái điều này là hoàn toàn chính xác chúng ta biết một cái điều điều rất là rõ ràng đấy là gì loài muỗi bản thân nó cũng kháng với cả các cái thuốc chúng ta sử dụng để diệt và bây giờ để mà diệt nó thì lại phải dùng các cái loại thuốc mà thậm chí mùi nó khó chịu hơn một chút nhận đến cái chuyện là người dân sẽ không thể nào chấp nhận cái điều đó thế thì ở đây chúng ta thấy rằng nó có hai cái giai đoạn để mà phòng chống một cái giai đoạn chúng ta phòng chống chủ động liên quan đến từng các cái hoạt động người dân ví dụ như đổ các cái nước thừa đi này ví dụ như là phát qua bờ bụi này dọn hết các cái loại phất, chất phế thải mà nó có khả năng mà động nước chẳng hạn rất nhiều những cái hoạt động như vậy rồi thậm chí kể cả ở nhà từng người dân một những cái, uh, cái 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 chỗ chứa nước của tủ lạnh này hay là những bình hoa này đều là những cái chỗ có thể có bọ gậy thì cái việc đó người dân lại không được sự nhắc nhở bởi các hệ thống truyền thông hệ thống truyền thông lại phụ thuộc vào việc là hệ thống y tế có cung cấp thông tin hay xăng hay không chính quyền có quan tâm hay không có vào cuộc hay không có kinh phí hay không và cái khoản kinh phí này tôi nghĩ rằng hiện tại trong điều kiện hiện tại gần như không có Uh, gần như là bị bỏ quên thì ngay cả hệ thống y tế cũng thế nó có một cái sự là uh, dồn hết các nguồn lực để chống các cái loại dịch khác rồi. Bây giờ người ta đã quá mệt rồi, người lại cộng thêm cái sự nản của cái hệ thống y tế hiện tại nữa thì sẽ dẫn đến cái chuyện là thiếu đi một cái thông điệp rất quan trọng từ phía y tế, từ phía chính quyền đến với người dân và vì cái việc đó bản thân người dân người ta có ý thức chứ, người ta rất có ý thức liên quan phòng chống dịch nhưng thiếu đi cái sự dẫn dắt của hệ thống chính quyền thiếu đi sự dẫn dắt của hệ thống y tế thì lúc đó các hoạt động của chống dịch nó sẽ đi xuống thậm chí nó chìm luôn và người ta lại chỉ quan tâm đến vấn đề là các cái biểu hiện ví dụ như biểu hiện covid biểu hiện của cúm biểu hiện của các cái bệnh khác chẳng hạn người ta quên mất cái vấn đề của sốt xuất số huyết nó cũng đang rất nặng nề như thế này thì chắc chắn cái chuyện mà tồn tại lưu hành hay là các cái việc bùng phát các ổ dịch liên quan sốt xuất huyết là gần như chắc chắn và cái điều này cần phải được chính quyền cũng như là các cái đơn vị cấp cao để ý đến để có thể có sự cải thiện trong thời gian tới. Dạ vâng. Mặc dù thời điểm này chúng ta thấy rằng là những cái chỉ số thì đã bắt đầu giảm. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước sang mùa đông xuân với thời tiết mưa phùn nhiều thì có thể sẽ khiến dịch bệnh quay trở lại nên chúng tôi hy vọng rằng là thông qua chương trình ngày hôm nay với phần tư vấn của bác sĩ cùng với phần chia sẻ vừa rồi thì các người dân của chúng ta cũng sẽ nâng cao ý thức hơn trong việc chủ động phòng tránh dịch bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi